Nhóm môn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn nha. Ngày hôm nay thì con thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho mạnh thường quân, đó là chú Hùng Vũ, thì cứ mỗi tháng chú đều đặn gửi cái phần quà về để mà giúp đỡ cho gia đình bé tươi cũng như là cái việc ăn học của bé. Thì đây là tháng 11 rồi, con cũng thay mặt cho chú Hùng Vũ để mà đến đây gửi tặng quà cho bé tươi. Dạ, mời các cô chú, anh chị, các bạn cùng vào nhà nha. Chào tươi. Này, không có ba ở nhà hả tươi? Dạ, ba em mới đi xịt. À, nay ba đi bắt cá rồi. Tôi xích dưới đây chút xíu nha. Cái này ba khỏe không? Dạ khỏe. À, ba là đi bắt cá về bán hay sao tươi? Dạ đúng rồi. Bắt cá để gọng đó rồi đi vòng sớm hỏi ai mua thì bán chứ. À, vòng sớm hỏi ai mua thì bán. Thường là ba bắt cá gì? Dạ, thường là ba bắt được cá lóc với lươn. À, cá lóc với lươn, bán thì cũng đủ sống qua ngày. Ngoài ra thì ba còn có làm gì khác nữa không tươi? Dạ, hồi lần thì ba có đi làm ở dưới á chị, bây giờ nghỉ rồi. Dưới là sấy mà giờ nghỉ rồi ha. Ừ. Cái công việc học của tươi dạo này sao rồi? Dạ, ổn. Ổn hả? Giờ là đi chuyện học hành là cũng khá là ổn rồi đúng không? Dạ. Chị nghe nói là hổng ngày là có thi phải không tươi? Dạ, có, thi giữa kỳ á chị. Ừ, em thi được không? Có kết quả chưa hay là phải đợi? Dạ, kiểu là phát được có từng môn à. Rồi có phiếu liên lạc không hay là cuối năm mới có? Dạ, kiểu là giờ đóng tiền phiếu liên lạc rồi phát về. À, đóng phiếu liên lạc rồi mới phát về. Em thi hết luôn các môn chưa? Dạ, vừa mới thi xong buổi sáng luôn. Thi xong buổi sáng à. Thấy thêm phần thi của mình sao, có chắc ăn là mình sẽ đạt điểm cao không? Dạ có chị. Chắc ăn là đạt điểm cao ha. Sắp tới là tôi qua Tết thì sẽ bắt đầu học tiếp rồi sau đó là thi vô lớp 10. À, em có định hướng là sẽ học trường nào chưa? Dạ em định hướng học trường Nguyễn Bính Khiêm đó chị. À, sẽ học tiếp là Nguyễn Bính Khiêm ha. À, bây giờ là tôi là chủ yếu đi học là đi bằng xe đạp điện đúng không? Chừng nữa là đi xuống với Nguyễn Bính Khiêm. Vậy là phải cố gắng học thật là giỏi nha. Gán thi sao cho đậu trường Nguyễn Bính Khiêm á, để mà đi học rồi. Tại vì trường đó cũng là trường lớn, học thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì nó cũng gần nhà hơn là những trường khác nữa, cho nên là tôi phải cố gắng lên nha. Thì tại vì tháng nào thì mấy chị cũng đến đây cũng có nói với tôi là tháng nào thì em cũng đều được chú Hùng Vũ yêu thương mà gửi tặng quà cho em. Em có nhớ là năm nay là bao nhiêu năm chưa? Có nhớ là ông gửi bao nhiêu lâu chưa? Theo chị nhớ là cũng một năm mấy, hai năm hơn gì rồi đó. Cũng rất là lâu luôn rồi, lúc đó tôi còn rất là nhỏ luôn. Bây giờ thì tôi cũng đã lớn rồi, sắp chuẩn bị là lên cấp 3 rồi. Nhưng mà chú vẫn theo dõi phía sau, luôn luôn giúp đỡ và hỗ trợ cho tôi rất là nhiều. Thì con nghĩ đây là một cái động lực rất là lớn luôn để mà cho bé tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa trong thời gian sắp tới. Dạ, thì bây giờ lớn hơn rồi thì sẽ có những cái chi tiêu hơn. Thì thường đi học là ai cho tiền tôi hay là tôi sử dụng cái tiền mà chú cho hàng tháng để mà xài? Em sử dụng tiền của chú cho hàng tháng á chị. Có đủ để mà em chi tiêu không? Dạ đủ. Đủ để mà chi tiêu trong một tháng luôn. Dạ đúng rồi. Ngoài ra còn ở nhà thì sẽ có tiền điện, tiền nước rồi cơm nước này kia, là cái phần đó là ai lo cho em? Tiền điện thì em trả. Còn ba cơm nước rồi thì ba lo ha. Dạ. Mỗi tháng nhà mình là em xài điện nè, rồi nước nữa là em đóng phải bao nhiêu tiền? Có 50.000 chị. Nhà xài ít nên là đóng 50.000 hả? Còn cái số tiền còn lại là để dành đi học. Dạ. Một ngày đi học như là tôi tốn phải bao nhiêu tiền? Ngày nếu mà bữa nào đói thì 20. Còn bữa nào không thì có 10.000. Là buổi sáng hay buổi chiều? Tôi em học buổi sáng hay buổi chiều? Sáng. Học buổi sáng. Mà cỡ này em đi học thêm đó là sáng chiều tối luôn. Sáng chiều tối luôn. Em đi học thêm như vậy em có phải đóng tiền gì không? Dạ có chứ chị. Là một tháng thì đóng 200.000. Tốn thì đóng 200.000. Còn tiếng Anh thì em học buổi. Buổi 20.000. Một buổi 20.000 nữa. Là học tiếng Anh, học toán là phải đóng thêm tiền. Ngoài ra thì còn phải trả thêm phần tiền điện nước nữa. Cho nên là cái số tiền mà chú gửi về á, thì trước đó là mình gửi cái sổ tiết kiệm là nhiều hơn, mình để ở ngoài một ít thôi. Nhưng mà giờ tôi lớn rồi, tôi có nhiều thứ phải sử dụng hơn. Ngoài ra thì còn phải sử dụng cho cái việc đó là
cho nhà nè, rồi thêm học thêm nữa, cho nên là tiền cần cũng rất là nhiều. Cho nên là bây giờ thì chú Hùng Vũ cũng quyết định là sẽ gửi vô sổ một ít, còn một ít thì sẽ để ở ngoài để mà cho em sử dụng. Thì ở đây là trước là chị cũng có cái sổ tiết kiệm nè, sổ tiết kiệm này thì tháng nào cũng sẽ được gửi vào hết, tại vì cái sổ cũ của em á thì nó đã kiểu quá dày rồi, cũng mấy năm rồi, cho nên bây giờ thì đang đổi qua một cái sổ mới tư nha. Thì cái sổ này á, đây tháng này á thì cái số tiền á mà, dạ để con coi một xíu, cái tháng này cái số tiền mà Ngân gửi vô là, để con kiểm lại ở đây. Ở đây là có là 1.400.000, thì Ngân là gửi vô 1.000.000 đồng. Dạ. Đây, cái tháng này cái số tiền mà em có được là 53.101.700 đồng. Dạ. Đây là một con số theo con được biết là nó cũng rất là lớn luôn so với lại gia đình của bé Tươi. Thì có được cái nguồn tiền này thì chắc chắn là Tươi sẽ rất là an tâm luôn. Thì tháng này là tiền đổi ra thì được là 2.400.000 đồng. Thì trong đó 1.000.000 đồng là gửi vào sổ tiết kiệm. Còn ở đây là sẽ có là 1.400.000. Thì chú Hùng Vũ gửi cho em, tại vì cũng biết là những cái sinh hoạt càng lớn thì nó càng tốn tiền hơn, cho nên là chú để ở ngoài cho em nhiều hơn để mà em sử dụng được nha. Dạ con cảm ơn chú, con chúc chú thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thì phát tài phát đạt, lúc nào cũng mang khang thịnh vượng. Dạ con cũng xin chân thành cảm ơn chú nhiều lắm chú Hùng Vũ ơi. Có được cái số tiền này cũng như là số tiền trong sổ tiết kiệm á, thì đã là một cái động lực rất là lớn để mà tôi cố gắng hơn trong thời gian sắp tới. Còn chúc cho chú lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha chú Hùng Vũ. Con cảm ơn chú Hùng Vũ nhiều. Con chào chú, chào các bạn.